Xin cảm ơn các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Xưa Chiến Hay Mình Chúng Em. Hôm nay clip số 82. Em xin chân thành cảm ơn tất cả các bác những clip vừa qua ủng hộ bên cơ sở em rất là nhiều ạ. Và trong clip số 82 này, em xin giới thiệu đến các bác về một bộ bàn trà và bộ bàn ăn và tủ bày đồ và một số tranh treo tường ạ. Cơ sở em có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định. Số điện thoại liên hệ đặt hàng 097 338 446 ạ. Và clip của bên cơ sở em sẽ được phát sóng vào lúc 11 giờ 30 trưa hàng ngày. Mời các bác cùng truy cập và tham khảo về tất cả các sản phẩm mới của bên cơ sở em ạ. Và bây giờ vào clip đầu tiên, em xin giới thiệu đến các bác về một bộ bàn trà. Bộ này gồm có 5 món các bác nhé, 4 ghế và một bàn với chất liệu là gỗ gụ hay còn gọi là gõ mặt của mặt ạ. Và trước tiên xin đo về cái thông số trước cho các bác cùng được tham khảo về cái bộ bàn trà này của bên cơ sở em ạ. Đó, bộ này mặt bàn có đường kính vuông là 85 cm, 86 cm ạ, chiều cao 76 cm, ghế đơn chiều ngang 52 và chiều sâu 42 và tổng chiều cao của tựa là 100 cm. Đó, với chất liệu là gỗ gụ các bác nhé. Bộ này làm bàn trà hay là bộ bàn ăn cơm cũng đều được các bác nhé. Đó, không gian vừa nhỏ thì chúng ta kê vào bộ này cực kỳ là sang trọng luôn ạ. Bây giờ các bác thể đến lại gần đây, em sẽ quay chi tiết hơn cho các bác cùng được tham khảo ạ. Và với một chiếc mặt bàn này cực kỳ là đẹp luôn các bác nhé. Mặt này, khung góc này, cơ sở em cẩn những ô van và những đường dây neo liên chi cực kỳ là nhỏ và tơ tóc luôn các bác nhé. Đó, đá thì cẩm thạch tự nhiên ạ. Đó, cơ sở em có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định ạ. Bác nào xem thấy hay thấy đẹp thì cho cơ sở em một like cũng như là một đăng ký kênh ạ. Và phần hông ngang này đều cơ sở em cẩn cực kỳ là kỹ luôn các bác nhé. Những đường dây neo liên chi ạ. Chân thì được chạm là hoa lá tây các bác nhé. Đó. Chiếc bàn này gồm có 2 ngăn kéo ạ. Ở bên này gồm có một ngăn kéo các bác nhá. Chúng ta đựng đồ trong này. Đó, mặt này ngăn kéo vào để bên này cũng là một ngăn kéo luôn các bác nhá. Đó, chúng ta đấy kéo ra để đựng đồ bên trong này, cực kỳ là tiện lợi luôn ạ. Và giờ em sẽ quay cho các bác về một chiếc ghế đơn. Đó, một chiếc cái này bao đẹp cho các bác luôn nhá. Trên này cần là sóc nho. Và những rẻ nan này đều cơ sở em cần dây sóc nho cực kỳ là đẹp luôn. Và cũng như các phần tay này. Đó, điểm bi cực kỳ chọn cực kỳ đẹp ạ. Đó, và phần chân này sáng cực kỳ là cong luôn các bác nhé. Dây những đường dây neo liên chi này. Đó, bác là xem video thấy hay thấy đẹp có thể cho cơ sở em một like cũng như một đăng ký kênh ạ. Và đây phần hông ngang các bác nhé, trụ cột này sáng cực kỳ là cong và eo luôn các bác nhé. Hàng em bao đẹp cho các bác luôn, không một nỗi nằm gì ạ. Đó, cái bộ bàn trà này, bộ này gồm có 4 ghế và một bàn, rất thích hợp cho các không gian vừa và nhỏ các bác nhé. Đó, chúng ta làm cái bộ bàn này hồi ăn cơm này, bàn ăn cơm hay là bàn uống trà thư giãn thì cực kỳ là đẹp và sang trọng đẳng cấp luôn. Và bộ này cơ sở giao luôn cho các bác giá là 25 triệu các bác nhé, gồm có 4 ghế và một bàn. Đó, ngồi cực kỳ thoải mái luôn. Các bác này ngồi uống trà hay thư giãn như ở trên này, uống cà phê thì cực kỳ đẹp luôn. Rất và cái bộ này mà kê vào trong không gian uống cà phê thì cực kỳ là đẳng cấp luôn ạ. Đó, các bộ này để chúng ta có thể đẩy vào trong được các bác nhá. Đó, để chúng ta dùng xong thì chúng ta sẽ đun vào trong. Đó, cực kỳ là gọn luôn. Và bộ này mà các bác nào nằm quán cà phê thì kê theo combo. Các bộ này thì cực kỳ là sang trọng và đẳng cấp luôn. Đó, bác nào muốn xem thực tế thì có thể đến tại cơ sở của em. Có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định các bác nhá. Để xem trực tiếp nhất ạ. Đó, hàng này cứ được cơ sở em chế tác tại xưởng luôn, không qua trung gian. Nên các bác hoàn toàn yên tâm về giá cả, về tất cả các mọi khâu. Như khâu chọn lọc gỗ là khâu cần, khâu hoàn thiện, các bác hoàn toàn yên tâm ạ. Và tiếp tục cơ sở giới thiệu đến các bác về một bộ bàn ghế ăn rẻ quạt này. Bộ này gồm có 9 món ạ, 8 ghế và một bàn. Với chất liệu đề nào cũng gụ luôn, em xin đo thông số trước ạ. Bàn này, mặt bàn đường kính là 125 cm. Và chiều cao 80. Ghế đơn chiều ngang là 50, sâu chiều ngang 52 và sâu 42. Và tổng chiều cao là 100 cm. Đó, cực kỳ đẹp. Bây giờ các bác thể đến lại gần, em sẽ quay cho các bác về chiếc mặt bàn này trước ạ. Cực kỳ đẳng cấp luôn các bác nhá. Giữa này cơ sở cần một cái cảnh tùng hạc bách điểu các bác ạ. Đó, ốc sa cơ Singapore 7 màu cực kỳ đẹp luôn ạ. Các viền này cơ sở cần những đường truyện không chữ thọ và những đồng tiền. Đó, khung ngoài thì cần tứ quý tùng cúc trúc mai. Đó, tượng trưng cho 4 mùa xuân hạ thu đông ạ. Đó, bộ này là cơ sở đã đặt lên một tấm kính rồi các bác nhá. Đó, nên cơ sở quay thì hơi bị bóng. Họ không được rõ thực tế về cái chất ốc ạ. Bác nào cần chi tiết thì cơ sở sẽ chụp hình thêm cũng như là quay lại một đoạn video ngắn cho các bác cũng được tham khảo không. Đó, các phần yếm này, yếm trùng các bác nhé. Yếm này yếm trùng là 12 cm, đó đều được cẩn hết ạ. Cũng như các phần chân này đều được cơ sở em cẩn cực kỳ là dày dặn và chi tiết luôn ạ.
Đó, bán hàng xe không rõ liên hệ trực tiếp của cơ sở em 097 338 446 á, em sẽ gửi thêm thông tin chi tiết cho các bác ạ. Đó. Về tất cả các sản phẩm của bên cơ sở em, các bác yên tâm về khâu vận chuyển các bác nhá. Cơ sở em vận chuyển miền Bắc, miền Nam, miền Tây, Sài Gòn, cơ sở em vận chuyển đều hết, và cơ sở em sẽ có người vận đến tận nhà và lắp ráp tại nhà cho các bác luôn. Và em sẽ quay cho bác về một chiếc ghế đơn. Đó, em sẽ lấy ra một chiếc ghế đây, em sẽ quay ra cho các bác này. Phần chính diện này các bác nhá. Đó, tựa chính diện này được cẩn là sóc nho, giữa gồm có một chiếc thọ và những rẻ nan này, có rẻ quạt này, rẻ nan này, sóc nho và những dây neo niên chi cực kỳ là đẹp và tơ tóc luôn. Đó, cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Và hình chám nhỏ này. Đó, cực kỳ đẳng cấp luôn, cẩn từ trên cho xuống dưới các chân này đều cơ sở cẩn hết các bác nhé. Những đường dây neo niên chi này và các phần điểm hạt tròn này, chấm tròn này. Đó. Với chất liệu nào gỗ gụ các bác nhé, 100% là gỗ gụ. Miền Bắc em gọi là gụ, miền Nam, miền Tây thì gọi là gõ mật, gụ mật ạ. Đó, bộ này gồm có 9 món, 8 ghế và một bàn, cực kỳ đẳng cấp luôn. Bộ này và không gian phòng ăn thì cực kỳ là sang trọng và đẳng cấp luôn các bác ạ. Đó. Bộ này mà cơ sở cũng xin báo giá luôn cho các bác, giá tại cơ sở của em là giá là 65 triệu các bác nhé, bao phí ship vận chuyển toàn quốc cho các bác luôn. Đó, giá chỉ có 65 triệu thôi, giá tại xưởng của cơ sở em. Hàng này là hàng VIP các bác nhé. Chất liệu gỗ thì bác khỏi về, cứ phải yên tâm luôn về cơ sở em, cũng như là về chất liệu ốc xa cừ. Đó, hàng này ốc tống bột nuôi có nhá, ốc Singapore 7 rồi, cơ sở em cần cực kỳ là kỹ luôn ạ. Ốc thì cực kỳ là sáng và nấp nánh luôn, giá 65 triệu các bác nhá. Đó, và là quan tâm liên hệ cơ sở em, hàng không qua trung gian. Đó, và tiếp tục về sản phẩm tiếp theo, cơ sở em có một chiếc tủ bày đồ. Đó, chiếc tủ này hàng xưa được các bác nhá, cũng vài 30 năm rồi. Đó, được đục chạm này, cảnh tích là cổ đồ tứ bình, và chất liệu là gỗ gụ ạ, hay gọi là gõ mặt, gụ mặt ạ. Và em sẽ đo về thông số trước cho các bác cũng được tham khảo về cái cây tủ này. Chiều ngang là 101 cm, chiều sâu 36 cm, và tổng chiều cao ở một cái cây tủ bày đồ cực kỳ là đẳng cấp luôn. Chiều cao là 206 cm ạ. Bây giờ các bác thể đến lại gần để xem chi tiết hơn các bác nhé. Chiếc tủ này cực kỳ là nhiều ngăn đựng rồi, và ngăn chứa và cũng như các phần trên đây. Đó, các phần rĩa đục chạm truyện dắt các bác nhé, đục chạm truyện dắt theo lối Huế ạ, cực kỳ là đẹp luôn. Hàng này cực kỳ là sâu tuổi rồi. Đó, các bác thể này trên này chúng ta em đang để một số đồ sứ ạ, để các bác thể tham khảo về. Chúng ta có thể trưng bày đồ sứ, đồ cổ và những chai rượu tây, đồ lưu niệm cực kỳ là sang trọng luôn. Các bác thể này đục chạm truyện dắt cực kỳ là đẹp luôn các bác nhé. Bản khung này bản 2,5 cm và nhân 3 cm. Đó, khung cột 2,5 x 3 cm, cực kỳ đẳng cấp luôn. Hàng này hàng sau tuổi các bác nhé, cực kỳ là nét luôn. Các bác thể đến lại gần đây để xem chi tiết hơn ạ, về từng đường nét này, đục chạm này, đục chạm truyện dắt này cực kỳ đẹp, và cổ đồ tứ bình cổ đồ các ngăn này cực kỳ là nhạy luôn các bác nhé, rất là nhiều ngăn. Đó, và cũng như phần dưới này hai cánh mở đấy các bác nhé. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Hàng này hàng sau tuổi rồi các bác nhá, cực kỳ là kỹ thuật luôn, từ trong ra ngoài không một lỗi làm gì. Em bao chuẩn đồ cho các bác luôn nhá. Các phần cánh này là gỗ này, gỗ liền tấm luôn, được đục chạm là cổ đồ các bác nhá. Đó, như đây là một cái đục bình này, cổ đồ tứ bình cổ đồ á. Đó, chân đục chạm này, chuyện dắt này, hóa này. Đó, cực kỳ đẳng cấp luôn. Bác nào muốn sưu tầm hay là muốn sở hữu về cái cây tủ này có thể liên hệ cơ sở em, em sẽ chụp hình thêm chi tiết cho các bác cùng được tham khảo qua số điện thoại Zalo ạ. Đó, chiếc này cơ sở là phần hông ngang này cơ sở cũng đều được đục chạm luôn các bác nhá. Đó, đục chạm cái phần trên ạ. Đó, cái cây tủ này các bác nào trưng rượu này, rượu tây này, hay là đồ sứ đồ cổ này thì cực kỳ là đẳng cấp luôn, nhìn cực kỳ là sang luôn các bác nhá. Hiện tại cơ sở đang có một đôi ạ. Đó, như cơ sở Zalo cho các bác về một cái cây tủ này giá là 22 triệu các bác nhá, 22 triệu một cây. Đó, hiện tại là cơ sở đang có một đôi giá là 44 triệu một đôi, 22 triệu một cây. Bác nào quan tâm thì liên hệ cơ sở em, sẽ chụp hình thêm chi tiết cho các bác về từng đường nét này. Đó, bộ này cực kỳ là nét luôn các bác nhá. Hàng em bao chuẩn đồ cho các bác luôn, không một nỗi làm gì về cái cây tủ này. Đó, hàng sau tuổi rồi. Và tiếp tục về sản phẩm tiếp theo của clip số 82 này, em giới thiệu đến các bác về một bộ tranh tứ bình của đồ với chất liệu nào cũng gụ ạ. À, sẽ đo cái thông số trước ạ. Chiều ngang 31,5 cm, và chiều cao là 117 cm, với chất liệu nào gỗ gụ các bác nhá, hay còn gọi là gõ mặt, bản khung là 3,5 cm và nhân 4,5 cm,
hàng cực kỳ là dày luôn, cận cảnh là tứ bình cổ đồ, ở tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông. Các bác thể đến gần để xem chi tiết hơn về cái chất liệu ốc xà cừ các bác nhé, cực kỳ đẹp luôn, ốc đỏ lửa vàng chanh ạ. Hàng ốc này ốc số 1 luôn. Các bác thể thấy đây là một cảnh cây sen các bác nhé, cảnh cây sen lục bình cây sen này, ốc từng lá sen cơ sở sen nặng và phối màu hết ạ. Trên nền là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ mật cùng mật ạ. Bộ này là chất liệu là ốc đỏ luôn các bác nhé, ốc đỏ luôn, cực kỳ đẹp luôn, hàng số 1 ạ, đỏ lửa vàng chanh ạ. Cảnh này một cảnh cây mai và cây cúc và cây tùng ạ, tùng cúc trúc mai. Ốc thì bác khỏi chê luôn các bác nhé, bác nào xem thực tế thì khỏi chê rồi. Bác nào xem không rõ có thể liên hệ cơ sở em sẽ chụp hình thêm chi tiết cho các bác được rõ nét nhất qua số Zalo, hoặc các bác thể đến tại cơ sở của em để xem thực tế ạ. Cơ sở em có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định ạ. Và một bộ tranh tứ bình cổ đồ này, cơ sở em Zalo cho các bác giá là 20 triệu các bác nhá. Bộ này là 20 triệu, bộ này gồm có 4 tấm ạ. 20 triệu bao phí ship vận chuyển toàn quốc cho các bác kiểm tra hàng đúng chất lượng các bác thanh toán ạ. Giá chỉ 20 triệu thôi. Bao đẹp cho các bác luôn nha, không một nỗi làm gì. Bạn nào xem video thấy hay thấy đẹp có thể cho cơ sở em một like cũng như là một đăng ký kênh ạ. Và bên đây cơ sở đang có một bộ cuốn thư câu đối ha. Bộ cuốn thư câu đối chất liệu là gỗ vụ các bác nhá. Gỗ vụ và bộ này là kích thước mini. Em sẽ đo về cái thông số cho các bác trước ạ. Để trèo này cho các bác xem đây hơn ạ. Em đang trèo trên này. Chiều ngang là 62 cm và chiều cao là 29 cm và cuốn thư mini bên cạnh đây 60 và bản rộng là 17 cm. Đó gồm chữ là tâm phúc các bác nhá. Đó, chữ tâm và chữ phúc ạ. Đục chạm là một cảnh, là một cành hồng và một cuốn thư, và bên dưới gồm có hai quả đào, hai quả bầu ạ, với dòng câu đối là phúc sinh phúc, tổ tâm công đức thiên niên thịnh ạ, tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh. Những câu nối, những câu nói này là cực kỳ là ý nghĩa luôn các bác nhá. Về một bộ ba gồm có ba món này. Bộ này cơ sở gian lưu cho các bác giá chỉ có 3 triệu ạ. Có 3 triệu một bộ các bác nhá. Bao phí ship cho các bác rồi. Các bác kiểm tra hàng đúng chất lượng các bác thanh toán ạ. Và tiếp tục em lại có một bộ tranh tứ quý em giới thiệu luôn cho các bác ạ. Bộ này kích thước em đo luôn cái thông số lại. Chiều ngang 27 cm và chiều cao là 113 cm với chất liệu là gỗ vụ các bác nhá, và được cảnh ốc Singapore. Bộ này từ cảnh tứ quý tùng trúc mai, tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông ạ. Và các phần dưới đây cận cảnh là Hồng Kông các bác nhá, cảnh phu thế viên mãn các phần chám dưới, và trên này cũng cận cảnh là tứ quý ạ, mai lan cúc trúc ạ. Bộ này gồm có 4 tấm, cơ sở ra lưu cho các bác. Về bộ này giá chỉ có 12 triệu ạ. 12 triệu một bộ này các bác nhá. Ốc thì các bác khỏi chê được, cực kỳ là đẹp ạ. 100% là chất liệu ốc xà cừ Singapore. Đó, cảnh này cảnh trúc mai xung vầy các bác nhá. Những bông hoa này cơ sở đều được sen nặng hết ạ. Ốc thì các bác khỏi chê này, những bông hoa này, cánh chim này để được cơ sở em là sen nặng và phối màu phân biệt ra. Đó, cực kỳ nổi bật luôn. Cơ sở em có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định ạ. Bác nào muốn xem thực tế thì có thể đến tại cơ sở của em. Ở xa thì kết bạn với em qua số điện thoại Zalo 0973383446 ạ. Em sẽ chụp hình thêm chi tiết cho các bác cùng được tham khảo qua số điện thoại Zalo. Bộ này cơ sở Zalo cho các bác giá là 12 triệu các bác nhá. Bác nào quan tâm liên hệ cơ sở em ạ. Ngoài các sản phẩm này ra, bên cơ sở còn rất nhiều các mẫu mã khác nhau. Các bác có thể truy cập kênh YouTube Đồ Xưa Chiến Hải Minh chúng em và tham khảo về tất cả các sản phẩm mới của bên cơ sở em, cũng như là truy cập vào danh mục nội thất phòng ăn, phòng khách, phòng thờ và tranh treo tường. Bên cơ sở em đã đăng tải trên đó, các bác có thể tham khảo giá cũng như là sản phẩm của gia đình của mình thích ạ. Ngoài ra bên cơ sở em sẽ nhận đặt hàng theo yêu cầu, tất cả các mẫu mã là các bác yêu cầu bên cơ sở em đều đáp ứng hết cho các bác, và cơ sở em sẽ lên mô hình 3D trước khi cho các bác đặt hàng ạ. Vâng, Đồ Xưa Trên chúng em xin trân trọng kính chào các bác và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Em xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.